trường đại học Hàn Quốc. Đầy đất làm lừng chanh theo lòng ngàn đông nấm bước phong trần. Nữa. Nắng gió phương Nam phiêu bước chân kiều hùng ta đi. Tất cả số tiền kiếm được vào thứ hai và thứ ba sẽ được sum vào quỹ hội để sau này tổ chức các hoạt động cho sinh viên Việt Nam tại trường đại học Sung Sin. Tuyệt vời, tim mình quá là tuyệt vời luôn. Ôi, nắng đẹp thế nhở. Mày đứng ở đây. Đó, từ. Ăn chưa? Dạ chưa. Chưa ăn à? Nhớ cao lên tí em. Rồi hạ xuống tí. Đến lại, hẹn mọi người vào ngày mai.